chuyên mục Chân dung cán bộ hội viên. Nữ sinh khiếm thị mang ánh sáng trái tim đến với trẻ em yếu thế. 7 tuổi xa gia đình và tự lập. Nguyễn Diệu Linh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 4 anh chị em tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Từ khi sinh ra, em không được may mắn vì mắt phải bị mù vĩnh viễn, mắt trái thị lực chỉ nhìn được 1/10. Theo ông Nguyễn Ngọc Nguyên, bố của Diệu Linh kể khi sinh ra em đã mắc khiếm thị, mắt em nhắm nghiền không mở và quấy khóc suốt ngày. Gia đình đã đưa Linh đi thăm khám và chữa nhiều nơi nhưng mọi thứ đều vô vọng. Dù thiệt thòi hơn các anh chị em trong nhà, thế nhưng từ khi còn nhỏ, Linh đã rất lạc quan và vui vẻ. Ông Nguyên nhớ lại, con không nhìn thấy nhưng nghe thấy tiếng bước chân khách đến thăm nhà. Con đều nhanh miệng chào, thấy anh chị chơi gì cũng đòi tham gia, không thiếu trò nào cả. Dù không nhìn thấy mọi thứ, nhưng Diệu Linh rất ham học. Tuy nhiên, em lại không thể học chung với các bạn có thị lực bình thường ở ngôi trường làng. Vì vậy, từ lúc lên 7 tuổi, bố mẹ cho em theo học tại trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, ngôi trường có chức năng giáo dục hòa nhập ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ngôi trường này cách nhà hơn 60 km, nhưng nghĩ đến tương lai của con và thương con ham học, bố mẹ Diệu Linh bắt xe đưa con đến trường. Nhớ lại những ngày đầu tiên giúp con thích nghi với môi trường mới, bố mẹ đã tạm ngừng công việc. 3 người anh chị em của Diệu Linh được gửi ở nhà cho người thân để bố mẹ xuống trường sống với Linh 1 tuần. Ngày biết bố mẹ sắp ra về, cả khi ở nhà hay lên lớp Linh đều không thể kìm được dòng nước mắt. Thương con gái bé bỏng chịu nhiều thiệt thòi phải tự lập sớm, bố xin tiếp tục ở lại với con thêm 1 tháng. Sau khi bố trở về, cô bé Diệu Linh đã phải một mình tự lập tất cả mọi việc từ học tập đến các hoạt động phục vụ bản thân như giặt giũ, vệ sinh cá nhân và rèn cho mình tính kỷ luật của tập thể. Diệu Linh không khỏi bồi hồi khi nhớ về những khó khăn trong khoảng thời gian đó. Nếu như các bạn cùng tuổi lúc đó khi có chuyện buồn có thể chạy về mách bố mẹ nhưng em ở xa quá, có chuyện gì cũng âm thầm một mình tự giải quyết. Xa nhà, xa người thân, một mình nơi đất khách quê người đã khiến cô gái nhỏ mạnh mẽ hơn. Em dần hòa nhập, tự lập và mạnh dạn tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao của trường. Nhờ sở hữu giọng hát ngọt ngào, Diệu Linh càng tự tin tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người khiếm thị. Chính những hoạt động ấy khiến em thêm yêu đời, có niềm tin vào cuộc sống và nỗ lực tham gia để truyền đi năng lượng tích cực. Đồng thời, kết quả học tập của em cũng khiến bao người ngưỡng mộ với thành tích 3 năm liền là học sinh giỏi. Kết thúc 12 năm học phổ thông, với 27 điểm xét theo học bạ, Diệu Linh trở thành tân sinh viên lớp K12CC7 ngành quan hệ công chúng, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Em muốn giúp được cộng đồng yếu thế bớt khó khăn. Ngay từ khi còn học phổ thông, Linh đã luôn cố gắng để giúp đỡ các em khóa sau mình dần quen với môi trường mới. Giờ đây, khi bước chân vào giảng đường đại học, em có thêm cánh cửa rộng mở để thực hiện ước mơ giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh với mình. Qua giới thiệu của cô giáo Lê Thu Hương, nguyên phó giám đốc giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố, quận Hoàn Kiếm, Linh biết đến câu lạc bộ trẻ khiếm thị RB. Sau những lần đến chia sẻ với các em nhỏ ở đây, đã thôi thúc trong Linh mong muốn làm điều gì đó để vơi bớt những khó khăn các em đang trải qua trong quá trình hòa nhập. Ngoài giờ học, Diệu Linh luôn tranh thủ tìm hiểu về cách thức tổ chức các hoạt động thiện nguyện với mong muốn mang đến những điều mới mẻ trong chương trình từ thiện của mình. Sau bao ngày tháng ấp ủ, ngày 10 tháng 12 năm 2023, Diệu Linh thành lập đội tình nguyện để đồng hành, hướng dẫn những kỹ năng sống, cách sử dụng máy tính, học chữ nổi cho các em nhỏ tại câu lạc bộ trẻ khiếm thị RB. Ngoài những giờ học, đi làm thêm, Diệu Linh dành phần lớn thời gian của mình để đến với các em nhỏ kém may mắn ở đây. Dù rất bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng trên gương mặt của cô gái nhỏ luôn tràn đầy năng lượng cùng với nụ cười tỏa nắng, đặc biệt khi đến với các em nhỏ yếu thế. Nói về những kỷ niệm trong những ngày đầu đến với các em nhỏ, Diệu Linh cho hay có em bị mất kiểm soát về hành vi khi mọi người vừa vào hướng dẫn là em đập bàn ghế, không chịu hợp tác. Điều này khiến cho tình nguyện viên rất mệt mỏi và chúng em phải họp hành rất nhiều để tìm phương pháp giúp đỡ. Bằng những hành động xuất phát từ trái tim, giờ đây em ấy đã tiếp nhận sự hướng dẫn và đã học được chữ nổi. Nhắc đến cô gái nhỏ bé mang nguồn năng lượng tích cực, chị Nguyễn Thị Thanh Hà phụ trách câu lạc bộ trẻ khiếm thị RB tự hào nói, Diệu Linh trong sáng và rất yêu trẻ. Mặc dù thiếu đi đôi mắt sáng nhưng em luôn năng động và có tinh thần trách nhiệm cao. Từ sự thấu hiểu về những khó khăn của các em nhỏ khiếm thị cùng với nhiệt huyết của mình,
Diệu Linh đã trở thành người đồng hành giúp các em dần hòa nhập cuộc sống. Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, thầy giáo Trương Khải Minh, bí thư Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam khẳng định, học viện luôn có những chính sách quan tâm tới sinh viên, đặc biệt là các bạn như Diệu Linh. Bạn đã vượt lên chính mình để học tập và trở thành tân sinh viên ngành quan hệ công chúng. Không những thế, bạn còn tham gia giúp đỡ những bạn nhỏ có cùng cảnh ngộ với mình. Sự nỗ lực của bạn chính là một tấm gương sáng cần lan tỏa. Con đường phía trước của Diệu Linh có nhiều cơ hội phát triển nhưng không thiếu thử thách. Với tinh thần lạc quan, sự kiên trì và lòng nhân ái của nữ sinh này sẽ giúp em vượt qua gian khó, tiếp tục mang lại niềm vui.